chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời hốt bạc, tiền tỷ chất cao như núi, giàu sang tột đỉnh. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Thưa quý bản mệnh Canh Thân, chúng tôi biết mình không phải là thần thánh, không thể ban cho anh chị sự giàu sang phú quý, nhưng chúng tôi có thể giúp anh chị dự đoán những sự kiện sẽ xảy ra trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch này, để anh chị có thể cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy thành công từ chính đôi bàn tay mình. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 thường được biết đến với tính cách thông minh, nhanh nhẹn và lanh lợi. Họ luôn tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ, có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng tốt với mọi tình huống. Tính cách năng động và sáng tạo giúp họ dễ dàng thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng có thể hơi thiếu kiên nhẫn và dễ bị phân tâm bởi nhiều thứ xung quanh. Trong cuộc đời, người tuổi Canh Thân thường gặp nhiều thử thách và biến động. Tuy nhiên, với bản tính kiên cường và tinh thần lạc quan, họ luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn. Nhờ sự thông minh và khả năng giao tiếp tốt, họ thường có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp và được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Người tuổi này có khả năng kinh doanh và quản lý tài chính khá tốt. Họ biết cách tạo dựng sự nghiệp từ những cơ hội nhỏ nhất, dần dần phát triển và mở rộng. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm, họ thường đạt được những thành tựu đáng kể khi bước vào tuổi trung niên. Trong tình cảm, người tuổi Canh Thân có trái tim ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Họ là người bạn đời chung thủy và luôn nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi họ cần học cách kiềm chế cái tôi cá nhân để tạo nên sự hòa hợp và cân bằng trong mối quan hệ. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm của những mối quan hệ tốt đẹp và may mắn. Người độc thân sẽ được giới thiệu cho những người phù hợp và có thể tìm được tình yêu trong năm nay. Đối với những người đã có gia đình, hãy chú ý đến nguy cơ của kẻ thứ ba. Bản mệnh hãy luôn biết lắng nghe và hiểu nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Về sức khỏe, trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm để Canh Thân duy trì sức khỏe tốt. Hãy giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và tránh làm việc quá sức. Khi gặp căng thẳng hãy chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để giải tỏa và duy trì sức khỏe tốt. Tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân được đánh giá là khá tích cực và hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mới. Mặc dù phải đối mặt với tam tai, nhưng sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp và cá tính mạnh mẽ sẽ giúp Canh Thân vượt qua những khó khăn và thử thách. 3 tháng cuối năm sẽ là thời điểm để Canh Thân gặt hái thành công lớn hơn trong công việc. Canh Thân sẽ có nhiều cơ hội kết nối với những người bạn mới và được giới thiệu cho những cơ hội việc làm tốt. Những người theo đuổi sự nghiệp sẽ khẳng định được vị thế của mình. Tuy vẫn có những khó khăn, nhưng cuối cùng Canh Thân sẽ đạt được thành quả như mong đợi. Tài chính trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Canh Thân hứa hẹn nhiều cơ hội tăng thu nhập. Thành tích tốt trong công việc sẽ giúp Canh Thân nhận được khoản hoa hồng và thưởng lớn. Đối với những người kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng quy mô và thu được lợi nhuận cao. Ngoài ra, một số người còn có thể gặt hái may mắn từ các trò chơi hoặc đầu tư về mặt tình cảm. Tiếp ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian đầy may mắn cho người tuổi Canh Thân trong sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của các tinh. Hãy tin rằng chỉ cần Canh Thân làm việc chăm chỉ và nghiêm túc bỏ công sức vào thì chắc chắn sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Sự xuất hiện của tam hợp cho thấy đây sẽ là thời điểm để Canh Thân xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bất kể Canh Thân đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ,
Thậm chí canh thân có thể được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng và kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Vì vậy, đừng ngại khó khăn hay vất vả, nếu canh thân phải vừa làm vừa học, chỉ cần quyết tâm và bỏ thời gian và công sức vào, thì canh thân sẽ tiến bộ nhanh hơn và sớm đạt được thành quả. Con đường công danh, sự nghiệp của canh thân sẽ phát triển mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Vì vậy, dù canh thân mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm, đừng ngại nêu lên ý kiến và quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của canh thân sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới và đạt được những bước phát triển mới. Đồng thời, canh thân cũng sẽ khẳng định được vị trí của mình và nhận được sự tin tưởng từ những người làm lãnh đạo. Tuy nhiên, dù có nhiều yếu tố thuận lợi, canh thân cũng không nên lơ là hay sơ suất, vì 3 tháng cuối năm vẫn còn tác động tiêu cực của tam tai. Vì vậy, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Hãy tránh tỏ vẻ kiêu ngạo hay coi thường người khác, bởi điều này có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị và tìm cách hãm hại canh thân. Đối với các dự án quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm và cố gắng hoàn thành đến cùng. Tránh bỏ dở giữa chừng để không phải đối mặt với thất bại và không thu được bất kỳ thành quả nào. Xét về phương diện tài lộc, trong 3 tháng cuối năm 2024, vận trình tài lộc của canh thân sẽ rất thuận lợi nhờ có sự hỗ trợ từ cục diện tam hợp. Nhiều mảng công việc của canh thân sẽ đạt được thành tích cao, hứa hẹn không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn có cơ hội thăng chức, tăng lương và mở rộng quy mô kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, cuối năm canh thân sẽ đóng góp nhiều ý kiến, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để tiết kiệm thời gian và công sức, đem lại nhiều lợi ích hơn cho công ty. Vì vậy, canh thân sẽ được cấp trên đánh giá cao và được đồng nghiệp tôn trọng, cùng với đó là các khoản hoa hồng và thưởng nóng. Thậm chí một số người còn có cơ hội được tăng lương trong 3 tháng cuối năm. Canh thân có thể đàm phán được mức lương và thưởng như mong muốn, giúp bạn có một nguồn thu ổn định để đảm bảo cuộc sống. Canh thân cũng sẽ luôn có động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp của mình phát triển nhanh chóng. Những người kinh doanh sẽ nắm bắt được xu hướng thị trường và dễ dàng đi tắt đón đầu, thu hút được nhiều khách hàng mới. Dù bận rộn với công việc, canh thân sẽ thu về khoản lợi nhuận khả quan, thậm chí còn nhiều hơn dự tính ban đầu. Nếu canh thân có ý định đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, thì 3 tháng cuối năm là thời điểm thích hợp để thực hiện, vì các tinh không chỉ sẽ mang đến cho canh thân nhiều đối tác và khách hàng đáng tin cậy, cùng với những quý nhân giới thiệu cho canh thân những cơ hội quý giá và trợ lực lớn lao, giúp công việc của canh thân thuận lợi và bất ngờ thành công. Thêm vào đó, 3 tháng cuối năm hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội phát tài bất ngờ khi những đầu tư trước đó bỗng nhiên mang lại lợi nhuận. Một số người còn có thể trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may mắn. Với số tiền này, canh thân nên chi tiêu và đầu tư một cách hợp lý để tiếp tục kiếm lời. Nếu tiêu xài hoang phí, dù có giàu có đến đâu thì canh thân cũng sẽ nhanh chóng hết tiền và phải vay mượn từ người khác, cho nên chúng ta phải chi tiêu sao cho hợp lý. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi canh thân sẽ không gặp phải những vấn đề lớn về sức khỏe trong 3 tháng cuối năm. Nhờ giữ được tinh thần lạc quan và tích cực, sức khỏe của canh thân sẽ có những dấu hiệu tích cực, giúp canh thân sẵn sàng để làm việc. Tuy nhiên, đừng quên nghỉ ngơi và duy trì một lối sống khoa học. Dù công việc có bận rộn đến đâu, việc ăn ngủ đúng giờ kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe là điều cần thiết để canh thân có đủ năng lượng và tinh thần hoàn thành công việc. Nếu gặp quá nhiều áp lực, hãy tìm người tin cậy để tâm sự và giảm bớt căng thẳng. Họ không chỉ lắng nghe mà còn có thể trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho canh thân những gợi ý và hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Quý anh chị tuổi canh thân thân mến, kiên trì, rõ ràng, thực tế và thận trọng, người tuổi canh thân luôn nỗ lực tiến về phía trước để theo đuổi thành công. Từ 3 tháng cuối năm 2024, những người tuổi canh thân sẽ đón nhận cơ hội để đổi đời. Những thách thức, khó khăn trong quá khứ dường như đã vượt qua, sau đó liên tục mang tới những cơ hội mới trong công việc và sự nghiệp. Họ sẽ từng bước leo lên đỉnh cao của thành công bằng những bước đi vững chắc, không ngại gian khổ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, canh thân sẽ khiến cho bản thân sẽ tạo nên một sức hút đặc biệt khiến mọi người quanh canh thân đều cảm thấy yêu mến. Gia đình ổn định và một số cặp đôi có thể sẽ nhận tin vui về con cái trong cuối năm nay. Với sự hỗ trợ của cục diện tam hợp, tình duyên của canh thân sẽ được thăng hoa. Những người độc thân có thể được giới thiệu cho một nửa phù hợp. Canh thân cũng sẽ trở nên mở lòng hơn trong việc giao lưu và kết bạn.
do đó dễ dàng tìm ra người đặc biệt của cuộc đời mình. Hãy tự tin và luôn là chính mình. Đồng thời chú ý đến cách hành xử, hãy linh hoạt và tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Canh thân không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình thôi đã có thể trở thành trung tâm của đám đông. Ngoài ra, thành tích xuất sắc của canh thân trong công việc cũng sẽ khiến canh thân trở thành ngôi sao sáng trong đội ngũ. Nhiều đồng nghiệp có thể sẽ tự mình tiếp cận và làm quen với canh thân trong thời điểm 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay canh thân. Quan trọng là canh thân phải có khả năng nhìn người đúng cách để mở rộng nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đối với những ai đã có một nửa yêu thương, bản mệnh luôn biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Do đó, mối quan hệ vợ chồng sẽ hòa hợp và hai người sẽ biết cách nhường nhịn, cùng nhau giải quyết những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự nổi bật của người tuổi canh thân cũng có thể thu hút sự chú ý của những kẻ đào hoa. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, bản mệnh nên giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, tránh những mối quan hệ không rõ ràng với người khác. Chỉ cần một phút lơ đễnh, canh thân có thể dính vào những lời đàm tiếu và tai tiếng, gây tổn thương và thất vọng cho những người thân xung quanh. Vì vậy, hãy luôn cẩn thận và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để bảo vệ hạnh phúc của mình. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi canh thân sinh 1980 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi canh thân sinh năm 1980. Tháng này chịu tác động trực tiếp của cục diện tương hại, nên vận trình của tuổi canh thân có khá nhiều sóng gió và cả hung hiểm. Do đó, bạn cần làm tốt, chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức sẽ đến. Điềm báo tử vi cho thấy có thể xảy ra xung đột, cạnh tranh không lành mạnh, đấu đá nội bộ khó tránh được. Bạn không thể yên ổn làm việc của mình khi liên tục bị những tác động khách quan quấy nhiễu. Vận tiểu nhân trong tháng 9 âm lịch này khá dượng, đòi hỏi bản mệnh không được phép chủ quan hay lơ là bất cứ giây phút nào. Đặc biệt bạn nhất định phải học cách giữ mình, tránh xa thị phi, hạn chế lo chuyện bao đồng để không bị cuốn theo những cuộc tranh đoạt lợi lộc trốn quan trường. Dù ít hay nhiều khi bị những dòng xoáy đấu đá ảnh hưởng, hiệu suất công việc của con giáp này khó mà cao được. Đã vậy, bạn còn phải đối mặt với không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý. Thương quan cũng gây thêm không ít khó khăn cho sự nghiệp của tuổi canh thân, hung tinh đang làm đảo lộn mọi kế hoạch của bạn. Những toan tính trước đó của bạn có thể không theo kịp sự biến động của thời thế. Hiệu quả công việc việc giảm sút đáng kể, làm giảm cả uy tín và hình ảnh cá nhân mà bạn nỗ lực xây dựng từ trước đó. Nhìn chung, tháng này sẽ có nhiều việc không thực sự như ý. Con giáp này cần tìm cách để nhận định đó là do vấn đề của chính mình hay do hoàn cảnh trước khi đưa ra lời phán xét. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, miễn là bạn biết nguyên nhân là gì và tìm cách xử lý chúng. Ở những lỗi sai đã không thể thay đổi, hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng chỉ chỗ cái tạm thời. Nếu không, lỗi sai lại lặp đi lặp lại, khiến cho tuổi canh thân có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Tài vận của tuổi canh thân trong tháng 10 âm lịch này không được lý tưởng, do gặp thương hại thái tuế, lại không có tài tinh nào xuất hiện giúp hóa giải. Tài lộc của bản mệnh bị kìm kẹp khó mà khởi dượng, dù lương lậu ổn định nhưng chi phí cuộc sống lại tăng lên nhiều, khiến các quản chi gia vượt cả thu. Trong thời điểm này, bạn càng cần phải quản lý tài chính cá nhân thật tốt, tránh để rơi vào hoàn cảnh vay mượn nợ nần chỉ vì cân đối chi tiêu không hợp lý. Hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần hết sức tỉnh táo và thận trọng, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn, tránh bị lừa gạt tiền bạc. Kinh doanh buôn bán trong tháng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm mọi thứ trì trệ còn thâm hụt vốn. Lúc này mà bạn nản lòng dừng lại thì sẽ càng thua lỗ lớn hơn. Ngược lại, nếu kiên trì phân tích nguyên nhân, tìm hiểu hướng khắc phục có thể tạo ra những chuyển biến bất ngờ, gặt hái thành quả tốt lành. Mọi kế hoạch đầu tư đều nên tiến hành ở những hạng mục nhỏ lẻ trước, vừa để thăm dò thị trường, vừa để tuổi canh thân làm quen và điều chỉnh kế hoạch lâu dài của mình. Nếu nóng vội muốn ăn lớn ngay từ đầu sẽ rất dễ gặp rủi ro. Với người làm công ăn lương, tình hình tài chính ít biến động hơn, bản mệnh nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc mà giảm năng suất và hiệu quả làm việc. Bước sang tháng 10 âm lịch này, nếu còn độc thân, tuổi canh thân sẽ được mộc dục thúc đào hoa, mang tới nhân duyên tốt lành, nhiều mối quan hệ hài hòa, rút ngắn quá trình tìm kiếm đối tượng ưng ý cho bạn,
Nhân đà này, bản mệnh có thể chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương hoặc hóa giải những xung đột đang gặp phải. Cơ hội cải thiện tình cảm có nhiều, nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu bạn vẫn chưa nghiêm túc để bước chân vào một mối quan hệ, thì dù đào hoa có rực rỡ ra sao cũng thành vô ích. Nằm ở trạng thái đối cực với người độc thân, các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu dễ phát sinh nhiều trục trặc, mâu thuẫn do đào hoa quá dượng, có thể biến thành đào hoa dữ. Con giáp này cần đặc biệt chú ý tới việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, vì có thể sẽ xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của bạn. Có vẻ như mối quan hệ của hai bạn đang thiếu sự hài hòa, thiếu những điều lãng mạn, thậm chí hai bên còn tạo sức ép cho nhau vì những gánh nặng cơm áo, gạo tiền, con cái, khiến không khí gia đình ngột ngạt, bí bách. Cả hai nên dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Tháng này, tuổi Canh Thân gặp không ít phiền muộn, lo lắng về vấn đề sức khỏe, nhất là những người bị bệnh mãn tính thì lúc này rất dễ trở bệnh, công việc bận rộn lại không suôn sẻ như ý muốn, làm ảnh hưởng khá lớn đến trạng thái tinh thần của con giáp này. Bạn thường suy lo nghĩ đến mức mất ăn, mất ngủ, sức đề kháng giảm sút nhanh chóng. Bản mệnh nên sắp xếp công việc xong sớm để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Một số bệnh dễ gặp trong thời gian này liên quan đến xương khớp là chủ yếu, nhất là trong thời gian thay đổi thời tiết, toàn thân thường xuyên ê ẩm. Ngoài ra có âm sắc hung tinh ảnh hưởng, tuổi Canh Canh Thân nên chú ý quả huyết quang, tai nạn bất ngờ hoặc bệnh cũ tái phát, cần hết sức thận trọng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng này tuổi Canh Thân có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp, dưới sự phù trợ của tam hợp. Bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy, dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao trong khoảng thời gian này, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm quan càng cho thấy, tháng này tuổi Canh Thân cố gắng bao nhiêu thì thành công càng rực rỡ bấy nhiêu. Vì thế, bạn đừng bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình nỗ lực. Dù bây giờ bản mệnh phải vất vả hơn mọi người một chút, nhưng sau đó thành quả sẽ vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải dành ít nhiều sự lưu tâm đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh. Chẳng ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn càng được đánh giá cao bao nhiêu thì càng khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt bấy nhiêu. Đừng vội tin tưởng những kẻ tỏ vẻ thân thiết, nịnh hót mình. Những kẻ đó có thể khiến cho ý chí của bạn lung lay, khiến tuổi Canh Thân ngủ quên trên chiến thắng, để tiện tìm cơ hội hãm hại bạn đấy. Tài lộc của tuổi Canh Thân có những điểm sáng rõ rệt trong tháng 11 âm lịch này, nhờ có tam hợp thúc đẩy. Đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan. Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, con giáp này còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bản mệnh thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những người còn thiếu kinh nghiệm làm ăn thì cần đề phòng kẻ xấu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn chớ nên vội vàng nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai, đổ tài sản vào những mối đầu tư không có làm mà vẫn có ăn. Muốn phát triển một cách bền vững, bạn cần phải dựa vào chính sức lao động của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương, thưởng triển vọng. Công lao của tuổi Canh Thân từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuổi Canh Thân tháng này được tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào do tình cảm mang lại. Bạn có thể sống một cuộc sống vô âu, vô lo, do công việc, tài lộc thuận lợi, lại luôn được người khác quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần. Với những người độc thân, bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo,
thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán. Hãy tiếp tục dành thời gian trò chuyện để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Nếu hai người cùng có mục đích đến là xây dựng gia đình, thì mối quan hệ sẽ lại càng bền vững. Đó có thể là người mà bản mệnh đã trông đợi từ lâu đấy. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ vợ chồng mình trong các công việc nhà. Dù hai người không thường xuyên hâm nóng tình cảm, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên luôn luôn ngọt ngào. Đôi bên có cùng quan điểm về nhiều vấn đề nên làm việc gì cũng thuận lợi, đồng lòng, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Mà dù có mâu thuẫn thì cũng là để đôi bên có thể thấu hiểu thêm về nhau. Tháng 11 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Canh Thân khá tốt. Chính vì vậy, bạn luôn cảm thấy hăng hái khi làm bất cứ công việc gì. Thậm chí càng khó khăn, tinh thần của bản mệnh lại càng hăng hái, càng quyết tâm giải quyết hơn. Tuy nhiên, dù có ham công tiếc việc đến đâu đi chăng nữa, con giáp này cũng không nên bắt bản thân thường xuyên thức khuya dậy sớm. Hãy sinh hoạt có khoa học hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân tháng này có thể rơi vào dũng lầy với rất nhiều khó khăn và áp lực, vì mọi chuyện khó mà thành công được ngay từ đầu. Nên con giáp này chỉ còn cách là tiến vững chắc và ổn định từng bước một thì mới có thể tự thay đổi vận mệnh. Không có sự ủng hộ của nguyệt lệnh, bản mệnh phải tốn nhiều thời gian và công sức để xoay sở. Khi các kế hoạch không diễn ra như mong muốn, ở thời điểm Tết đã đến rất gần, bạn vẫn chẳng được thảnh thơi phút nào để có thể hân hoan chào đón xuân mới. Vì cũng chính là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn ứ khá nhiều. Con giáp này vừa phải tất bật hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng trước kỳ nghỉ xuân dài ngay trước mắt, lại vừa phải chuẩn bị cho các dự định trong năm mới. Cảm giác làm mãi vẫn không hết việc, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, đặt nhiều kỳ vọng nhưng không ít kế hoạch chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Cảm xúc của tuổi Canh Thân lên xuống khá thất thường, bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, tự làm xấu đi các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy bạn có thể vô tình vướng phải thị phi mà nếu xử lý không khéo thì có thể dẫn đến những lời đàm tiếu, ảnh hưởng tới uy tín trong công việc của bạn. Hơn nữa, tâm trạng bất ổn còn khiến bản thân con giáp này thiếu sự bình tĩnh, các quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, sự nghiệp đứng trước nhiều nguy cơ. Đó cũng sẽ là cơ hội để tiểu nhân nắm thóp rèm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Trong tháng chạp này, tuổi Canh Thân còn chịu tác động của hung tinh thiên hình, nên nếu làm việc không tới nơi tới chốn có thể sẽ vướng phải hàm oan, kiện tụng dính dáng đến pháp luật. Đặc biệt, những người làm công việc về giấy tờ, sổ sách, việc nhà nước càng phải biết tự bảo vệ bản thân, tránh hành động lỗ mãng, không màng hậu quả. Trong lúc sự nghiệp phải chịu nhiều áp lực nặng nề, bạn cần mở lòng tâm sự với người khác, đặc biệt là với những người thân thương nhất của mình. Khi đã có điểm tựa tinh thần, bạn sẽ có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh. Tài vận của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng. Chi tiêu thường xuyên rơi vào cảnh mất cân đối, lúc thì hoang phí, lúc thì lại quá dè chừng. Thời điểm này, nếu không kế hoạch chi tiêu khoa học, e rằng cuối năm nhưng vẫn còn rơi vào cảnh nợ nần bế tắc, vay mượn chồng chất. Do không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại có tiểu hao hung tinh ảnh hưởng, tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi, hầu như khó tụ. Người làm công ăn lương được nhắc nhở cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót. Khi đó, hậu quả không chỉ gây ảnh hưởng đến tập thể mà còn có thể làm giảm thu nhập cá nhân. Cuối tháng, con giáp này có thể nhận được những khoản lương thưởng Tết cho nỗ lực cả năm, nhưng cũng bởi có nhiều hạng mục cần sắm sửa cho Tết, trả nợ, thanh toán hóa đơn nên hao hụt khá nhanh. Để hạn chế tình trạng tiền trôi khỏi túi, bạn có thể liệt kê chi tiết các khoản mua sắm cho Tết. Để có thể đánh giá mục nào có thể cắt giảm, nên nhớ tình hình chung không quá khả quan, hãy đón một cái Tết tiết kiệm và thiết thực nhất. Nếu là người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Thời điểm cận kề năm mới, tốt nhất nên tập trung hoàn thành những kế hoạch dang dở, hạn chế mở mang mới kẻo nguy cơ lãi ít lỗ nhiều. Dù có muốn đầu tư cũng cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của do hung tinh thiên hình đưa đến. Đặc biệt, tháng có tiểu hao xuất hiện,
đi xa không có lợi hoặc bạn sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc trong trường hợp bắt buộc, nên xem ngày tốt xấu và chọn hướng xuất hành tốt để đi. Chuyện tình cảm của tuổi Canh Thân trong tháng 12 âm lịch này cũng được dự báo kém sắc. Thời gian bên nhau vui vẻ thì ít mà cãi giả thì nhiều. Các cặp vợ chồng đều khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng mối quan hệ vợ chồng, dễ xảy ra xung đột. Nguyên nhân chính có thể xuất phát từ vấn đề tiền bạc, công việc bế tắc, tiền bạc ảm đạm, khiến tinh thần bản mệnh rất bí bách. Chỉ cần chút va chạm thường ngày cũng khiến cảm xúc của bạn bùng nổ, dễ cáu bản, trút giận lên nửa kia hoặc con cái gia đình, vì thế mà ngập tràn sự căng thẳng. Khúc mắc này không sớm quá giải sẽ khiến không khí gia đình trầm lắng, ảnh hưởng đến mọi thành viên trong nhà, việc đón Tết cũng thiếu phần hân hoan. Bên cạnh đó, thiên hình lại mang đến sự ngột ngạt, con giáp này khó mà mở lòng chia sẻ với nửa kia hai người thân trong gia đình về những vấn đề đang gặp phải. Nhưng cứ giữ trong lòng cũng không phải cách giải quyết tốt nhất. Bạn có thể chia sẻ sơ bộ để người thân hiểu và thông cảm, làm điểm tựa tinh thần cho bạn, tâm trạng sẽ dơi bớt phần nào. Trong một tháng có nhiều vấn đề phải lo nghĩ, nên thể trạng của tuổi Canh Thân có dấu hiệu sa sút khá rõ, áp lực công việc, tiền bạc đè nặng, khiến cho bạn thường cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ăn uống kém ngon, mất ngủ, nóng trong người. Rất may những triệu chứng khó chịu này có thể cải thiện bằng chính những thay đổi của bạn. Bản mệnh cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay, nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Ngoài ra, thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay huyết quan như té ngã, bị thương, tai nạn. Tuổi Canh Thân cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa để có thể đón một cái Tết an lành. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch, tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980, theo sao chiếu mệnh, sao thủy diệu.
Thủy Diệu là sao vừa mang lại điềm tốt vừa có điềm trở ngại. Về mặt tốt, tinh tú này chủ về tài lộc dồi dào, tiền hết lại có, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Về mặt xấu, sau này Kỷ Nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị Đàm Tiếu nói xấu sau lưng. Người có sao này chiếu cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trao dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.